Rồi chào các bạn nhé. Đây là một cây linh sam 86 mà. Linh sam 86 mini. Thì cây này hôm nay đang rộ bông các bạn. Ôm nụ rất là dày luôn, full bông luôn. Thì hôm nay mình sẽ quay video để chia sẻ với các bạn một cách một số biện pháp xử lý để cây ra bông đồng loạt như thế này nha bạn. Để kinh nghiệm của mình thôi nha bạn. Thì ưu điểm của cái dòng 86 này bạn thì lá rất là nhỏ nè bạn, đang thấy lá nhỏ. Lá nhỏ. Rất là dễ chăm sóc. Chia cành cũng đẹp nữa. Cái dòng này thì nó khỏe nè bạn, rất khỏe bạn, dễ chăm. Thì cái lá của nó sẽ to hơn cái thằng hạt gạo một chút nha. Và nãy chưa phân biệt được mình sẽ quay cho các bạn xem luôn nhé. Và đây là mini hạt gạo bạn, này lá của nó nè. Đấy, cái thằng 86 thì lá nó sẽ dài hơn chút, nó to hơn chút. Và chi cành nhìn nó cũng khác đó các bạn. Đấy, chi cành hạt gạo thì nó mình nhìn vào mình thấy khác biệt đó. Thằng này thì nó thuần chậu lâu năm rồi bạn, này một gốc nữa nè. Thì nguyên lý của quá trình mà xử lý ra bông các bạn, tức là dùng một số biện pháp để ức chế quá trình sinh trưởng, cây nó đang sinh trưởng mạnh thì nó chuyển sang quá trình sinh sản. Thì cái biện pháp mà phổ biến nhất các bạn thì người ta đang sử dụng đó là biện pháp cắt nước các bạn. Thì bạn siết nước, tức là bạn sẽ giảm nước từ từ mà. Đối với những cây mà chậu lớn á, cây chậu mà chậu lớn thì các bạn có thể cắt nước hoàn toàn luôn. Miễn sao mà tầm 7 đến 10 ngày cây bắt đầu nó bị khằn lại, giá nó lá bắt đầu vàng lại đẹp các bạn. Còn đối với những cây mini như thế này. Cây mini như thế này thì bạn sẽ giảm từ từ nha. Thì lúc trước thì cái này một ngày mình tưới 2 lần thì mình sẽ giảm lại tưới 1 lần và 1 lần tầm 50% thôi. Đó, mình sẽ giảm từ từ xuống 40-30 cái sao trong vòng 7 đến 10 ngày là bắt đầu cây nó sẽ khằn lại. Lá nó bắt đầu vàng các bạn. Thì đối với những cây mini như thế này thì các bạn xử lý lá nó tầm vàng tầm 5%, 10% thôi các bạn ngưng nha. Đối với những cây lớn thì các bạn có thể cho nó vàng tầm 40-50% vẫn không sao. Mà đối với cây mini thì các bạn hạn chế để lá vàng nhiều. Và đối với cái mùa thuận các bạn, mùa thuận của cây linh sam là mùa nắng các bạn, tầm tháng 5, tháng 6, tháng 7 á, thì các bạn cần cắt nước rồi bạn tưới nước lại thôi. Thì cây nó sẽ ra bông full bông như thế này thôi. Nhưng mà đối với mùa nghịch như thế này nè, đối với mùa nghịch như thế này là mùa mưa các bạn, thì các bạn muốn hiệu quả thì bạn bổ sung thêm cái thằng phân bón các bạn. Thì mình thường sử dụng cái này các bạn. Đây, lân và kali. Lân 40. Kali 40 các bạn, thành phần đó nè. Thì các bạn sẽ tưới cái thằng này, tưới thằng này vào cái thời điểm mà bạn tưới mà trước khi bạn xử lý ra bông nó tầm 10 ngày bạn tưới. Và này bạn phun nó có đồng độ. Thì đối với cây mini này thì mình pha loãng hơn, pha loãng nồng độ hơn. Và các bạn sẽ phun trước khi bạn xử lý ra bông tầm 10 ngày nửa tháng là bạn sẽ phun một lần. Và đến khi quá trình mà bắt đầu chuẩn bị bạn siết nước á thì bạn phun một lần nữa. Em phun một lần nữa. Thì cái này mình sử dụng nhiều lần rồi an toàn nha bạn. Các bạn yên tâm nha. Tại cái này phân bón lá và cái dạng này là cái dạng dễ hấp thu. Phun loãng thì nó không sao hết. Phun rồi bạn tiến hành siết nước thì với hàm cứ cái nồng độ lân và kali cao các bạn, nồng độ lân và kali cao thì nó đây là hai chất mà cần thiết cho quá trình sinh sản của cây. Và khi cây nó nhận được hai chất này cộng với quá trình siết nước và quá trình sinh trưởng với ức chế lại thì cây nó sẽ chuyển trạng thái sang sinh sản các bạn. Thì không chỉ linh sam mà hầu như tất cả cây cảnh khác đều sử dụng cái phương pháp này các bạn. Và quan trọng nhất thì cái cây các bạn muốn thành công thì các bạn phải chăm sóc tốt trước rồi đã.
Thì đối với những chậu nhỏ thế này các bạn, thì mình để ngồi nắng phơi nắng thì mình lồng cái chậu lớn như này nè. Đấy, mình để chậu lớn nè, giữ mát cho cái chậu đó. Đó, mình lồng cái chậu mát này mình tưới thôi. Thì chắc gần Tết nữa mình sẽ xử lý hết cây là hạt gạo luôn nè, hạt gạo 86 xử lý ra bông đồng loạt luôn để chơi Tết nè. Thì tôi đang sẽ quay video và chi tiết hơn nha. Thì đối với những cây mà mini như thế này các bạn, thì nếu các bạn mà chăm sóc bình thường thì bạn sử dụng phân tản chậm là được rồi. Còn nếu bạn muốn xử lý ra ho á, thì ho thì định kỳ bạn phải phun cái này nè. Mình phun thằng B1 với thằng N3M nè bạn. Thì thằng N3M thì thành phần trong nó rất là nhiều đạm nè, NPK nè bạn, một số chung vi lượng. Và thằng B1 Thái thì nó lại, đây bạn xem nè, thành phần của nó nè, nó vi lượng kẽm, bo, sắt, rồi một số axit amin thiết yếu như alanin, arginin, aspirin rồi đó. Ngoài ra nó còn có một số cái thằng hóc môn tăng trưởng, đây nhóm auxin thì có thằng ABE với NE, thằng này kích ra rễ, thằng cytokin thì kích ra chồi. Nói chung mình các bạn tưới hai thằng này thì đảm bảo là đầy đủ chất dinh dưỡng để cây phát triển rồi. Và tức là khi nào các bạn xác định cây gần ra ho ra quả nhiều thì các bạn tưới hai thằng này định kỳ 10 ngày bằng phun một lần. Thì này là phân bón lá các bạn, thì mình sử dụng rất là nhiều rồi, an toàn không lo, quan trọng là phải đúng liều lượng của nó thôi, phải lỏng mà phun thôi. Còn nếu mà các bạn trồng những cây mà như là không cần ra ho ra quả như là sơn liễu, sam hương thì các bạn không cần sử dụng, để tạo cái độ cằn, tạo độ già cỗi của cây, phun cái này thì cây nó sẽ tốt ra bông thôi. Rồi đến đây thì mình xin kết thúc video nha, mà thì hy vọng các bạn sẽ xử lý được cây sam của mình ra bông hiệu quả nha. Rồi chào các bạn nhé.